Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 10, Cục Di sản Văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tập huấn ngành Di sản Văn hóa năm 2024 và hội thảo khoa học Di sản Văn hóa, nguồn lực cho sự phát triển bền vững. Đến dự có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương. Tham dự tập huấn, các đại biểu cùng đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, qua đó định hướng cho hoạt động của toàn ngành trong thời gian tới. Trong chương trình cũng diễn ra hội thảo khoa học, Di sản văn hóa, nguồn lực cho sự phát triển bền vững, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm, gồm di sản lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo tàng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di sản tư liệu, quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển và hội nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về nội dung này ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.